Daniel, and everyone wants Sammy at home. And then on and everyone I shall be echoed. Ủa có bài đó bài gì mà mẹ chưa nghe luôn. Giờ con hát được bài gì con hát nghiêm chỉnh cho mẹ nghe bài coi con. King of the phone. I can show you the world. No, I'm not showing you it. Sao vậy? Chứ hát bài nào? My pajamu. Chị đi, bây giờ con hát bài cái gì đó, cái bài gì tiếng Việt mẹ hát đó. Mom, what happened to the phone? I'm never gonna come on. Điện thoại bị si ba chao rồi. Có không? Điện thoại có bị si ba chao không? Đó, đó. Đưa đít cho quýnh nè. Đưa đít cho bị quýnh nè. Rảnh. You wanna be your mercy? I want your busy much to be star. It's like kissing time. You wanna play kissing time? You wanna play kissing time? Yeah, but for money. I had my adventure. Yeah. Cái cho cô chú coi cái miệng, cái cho cô chú coi cái miệng con bị đau đâu. Đau đâu, chỗ nào đâu. Đau lắm á cô chú ơi. Đó, thấy không cô chú nè. Nó chưa bự ra, bự ra. Rồi cô chú coi miệng cây bị cái này là bị té nè cô chú nè. Đó, này bị té rồi nó làm thành đẹn luôn. Bị té xong rồi cắn môi á. I had chasey chai hôi rinh hôi một đống. Ô ô chay 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 nó hôi 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 qua đi. Is this all cheese mom? Chưa chưa xong rồi không biết sao bấm không lên nữa. Chay 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 hôi. Audrey is older one. Chay 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 xì chai. Mẹ không biết sao bấm không ra nè. Cái mạng nó bị yếu. Con nói đi mạng yếu. Nói đi mạng yếu. Yếu nhất luôn. Audrey's mom is right over the corner. Ở đâu? Giờ con có đi, bây giờ con đi về Michigan chơi với Audrey hay chơi với bà Dolores? Đây Audrey. Mình sao con không chơi bà Dolores? Dolores. À đi ra đây chơi Dolores sao? Rồi bây giờ con về con chơi với lại Lucky hay là Audrey? Audrey and Lucky. Lucky distracted and he don't want to play. Oh, Lucky cào con rồi, không muốn chơi con hả? Uh-huh. Trời kỳ ghê. Rồi bây giờ con chơi với Lucky hay là bây giờ con chơi với Audrey hay là con chơi yes. Wait, bây giờ con chơi với Audrey hay con chơi với ba? Audrey, I mean dad and Luigi. Ai, con muốn chơi ai? Moody. Con muốn chơi với Moody hả? Con muốn chơi với Sibley không? Dạ. Con muốn chơi với Batsy không? Dạ. Thường lắm á, cục vàng cục ngọc của mày nha. Rồi con muốn chơi Bataki không? Có biết Bataki là gì không? Bataki là con chơi này. Con chay lì á, ba la kỳ là cái con chay lì á. Cô chú ơi chay vẽ đẹp lắm nha. Ồ cái ô trời nó nhắc ma cô chú. Cái tấm hình mà con vẽ cái con thỏ đâu rồi, con cho cô chú coi coi. Trời ơi vẽ gì mà đẹp dữ vậy, không biết vẽ con thỏ. Con thỏ mà nó đẹp ghê lắm cô chú ơi, cái tấm hình con vẽ con thỏ đâu. Mơ mốt là mẹ phải bây giờ là mẹ phải cho bây giờ mẹ phải đi tìm kiếm cho con cái lớp học vẽ. Mẹ phải đi tìm lớp học vẽ chứ còn mà hả ấy là chưa đâu. Lớp học nhạc tạm ngưng lại đi cha. Tạm ngưng lớp học nhạc đi. Mom, let me try another one. Ờ, giờ vẽ nữa phải không? Giờ nhắc tới vẽ là vẽ nữa nè. Chắc là giờ mẹ phải đi tìm lớp học vẽ liền ngay lập tức. Mom. Ok, mẹ ngồi đây phải không? And the paper. Ok, rồi lấy cho con vẽ nghe chưa? Con vẽ cho thiệt đẹp cho cô chú coi nghe chưa? Cho cô chú coi là lý do tại sao mẹ phải cho con đi đăng ký trường học vẽ nghe chưa? Đó, cái này là dây vẽ nè cô chú nè. Con vẽ cái này là cái gì con? Cái gì? Cái rabbit. À cái con rabbit đó hả? Chưa phải, cái này đây, cái này là con rabbit mà mẹ nhìn không ra đó nghe chay nha. Con rabbit là sao, con vẽ lại cho mẹ coi coi. Rồi giờ vẽ lại nha. Cô chú nha, nó là cô chú coi kỹ như lý do tại sao mà mẹ chơi rồi. Cái đó là cái gì á?
a square. Ồ, cái đó là hình vuông, đúng rồi. And a... cái đó gì cơ? A eye. Ờ, một con mắt. Hai con mắt. And a dot. You got a dot too. Ok, một cái dấu chấm nữa. Rồi sao nữa? And a random. And a smile. Lấy cái tay ra, để cho cô chú không? À, rồi, có một cái miệng nữa. Rồi, tiếp tục. Như vẽ gì nữa? Đúng rồi, đúng rồi. Đâu phải đóng lại nó mới không có khô mực, đúng rồi. Thì đâu nó cũng mua đồ vẽ, đồ vẽ. À, không có match, đúng rồi, một cái màu vàng, một cái màu cam mà sao giống nhau được. Rồi lẹ đi, vẽ lẹ đi. Màu đó, bây giờ tôi kêu tôi vừa vẽ rồi bắt đầu làm màu làm mè đó. Yes, I found. I found Rocky and this. Ồ, oh, Rocky hả con? Yeah. Cái con đó là Sibali. No, mom, it's Chase. Ồ, oh, Chase hả? Ủa sao không biết tên tụi and nó hay vậy? Tính. And Revelet. Hả? No, mom, I didn't know what her name is. Ồ, oh, con không biết tên hả? Vậy sao con nói Revelet? This is purple. This is rainbow. Nói mà diễn tả. Nó nói ồ mẹ ơi con không biết tên này là tên gì mà nó đứng diễn tả. This is the snow, very perfect snow. Con đang diễn là diễn. You see her snow, you see her snowy. Oh, is this a perfect nose? No, mom, the necklace of her. À, cái dây chuyền của cổ đẹp quá ha con ha. Uh-huh. Cái dây chuyền con cũng đẹp nữa đó. Dây chuyền con là tuyệt vời luôn đó. And this is Suma. Suma hả? Yeah. Sabalu hả? No, mom. It's Zuma. And this is Chase. Chase hả con? No, mom. This is Chase. Oh, and Chase. No, no. It's... it have orange. Màu cam hả con? Yes. Con bây giờ con đưa lên camera cho chú cô chú coi tên của từng đứa nè. Rồi đứa nào đưa tên từng đứa. Một đứa một thôi. Giới thiệu tên. Ok. Cầm đứa đầu tiên. Tên gì? Con nào tên gì con nói mẹ nghe. Revelis and then the Rocky. Rồi đưa coi. Đưa đây lên camera, đúng rồi. Revelis and Rocky. Ok. You see her snow. À mày lẩm cho. Rồi bây giờ con vẽ đi chứ mày tự nhiên cái con đi rồi con đưa nó ra vậy. Ừ. Trời ơi, nó cảm ơn, nó lụm giùm nó thank you mom đó. Nó cảm ơn mẹ đó. Oopsies, mom, I kind of spill. It's dropping down. Ok, cái đó gì con? Giờ con vẽ gì à? This mom, this is upside. Oops. This is... chắc mẹ phải đi mua giấy qua, mua kiếm một mớ giấy cho nó. Chứ giờ nó vẽ, nó lấy, nó xé cái đồ chùi miệng nó vẽ không đó cô chú. Trời vẽ đó giống đồ bếp quá. Ngày nào cũng xé cái tờ giấy này nó vẽ, đâu có giấy cho nó vẽ. Chị hai cô chừng chị quẹt vô cái ghế của em là hư cái ghế mới của em đó chị hai. Là em đập chị là không lên bờ xuống ruộng thôi luôn á chị. Nhưng mà con phải cẩn thận chứ, bà con mà làm xín màu xuống là mày đập con lên bờ xuống ruộng luôn á, đồ mẹ mới mua đó. Rồi giờ vẽ gì á? Mom, I'm trying a yours. I'm trying your slippers. À, con vẽ cái đôi dép mẹ mang á hả? Dép mẹ mang thì hiệu gì á? Vẽ thêm cái chữ luôn, hiệu gì? Rồi bây giờ nè, ok. Bây giờ nha, nếu như mà con được, con nhìn vô cái chữ này mà con vẽ được á, con muốn cái gì mẹ cũng cho hết. Vẽ cái chữ này đi. Vẽ chữ B trước. Ghi cái chữ đó cho mẹ để lên. This is the other side. Ok, B. Ghi chữ B cho mẹ, lẹ lên. B. Ghi xuống. This is this. This is this one and this is this. Không, ghi chữ B xuống cho mẹ, ghi hết cái dòng chữ ở trên đôi dép của mẹ cho mẹ. Nhìn lên. Rồi con muốn gì mẹ cũng cho hết, lẹ lên đi. Chạy đi, ghi chứ. Perfect. Oops, I did now. Rồi bây giờ có ghi không? Rồi ghi chữ B. B. You start with the B first. B, start with B first. B. Rồi ghi đây, ghi vẽ đi.
Bây giờ có vẻ không? Chị bi gì hết chứ cho mẹ. Bi. Rồi, nhìn vô bi nha. It's a bi. Rồi, bi. Oh, I forgot. Rồi, forgot làm sao? Bi vẽ làm sao? Trời ơi, sao ngược ngạo vậy? Lâu rồi không vẽ mà vẽ ngược ngạo vậy? Rồi, đúng, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, now you. Vẽ chữ you coi mẹ coi. Đúng rồi, ok. Or. That's kind of I. Yeah, giống cũng giống. Almost. Bây giờ mẹ chỉ con vẽ chữ O nè. Watch. Nhìn mẹ nha. Nhìn mẹ nè. Con kéo giày xuống nè. Dịnh cái tay lên con. Dịnh cái tay lên. Rồi con kéo xuống đi. Rồi chưa? Rồi bây giờ nè, con nhìn mẹ nè. Rồi con nhìn mẹ đây. Rồi từ đấy, chưa từ đấy, thẳng xuống là thành chữ O. Làm cho mẹ coi. Đây nè, đây nè. Đây. Is it kind of black? Đây, đây. Đó là chữ O đó con. Rồi con vẽ lại cho mẹ coi coi. Vừa dịnh cái tay, vừa dịnh cái tay lên. Đúng rồi. Cho nên đừng có move. Chạy thẳng xuống, một cái đường thẳng xuống. Vẽ một cái đường thẳng xuống. Đúng rồi, rồi vẽ một cái no. Vẽ một cái đường thẳng xuống xong con vẽ cho chữ này giống chữ bi nè. Oh, it's just like no, mom. Oh, you did it. Yeah, đúng rồi, cái này nè, giống không? Giống chữ O không? Rồi, vẽ cho mẹ chữ chữ bi nữa. Một chữ bi nữa. Okay. Một chữ bi nữa. Vẽ thêm chữ bi nữa coi. Trời ơi, đây nè, xé cái giấy khác vẽ đi cho mày vẽ cái đó mày thấy rối quá. Rồi, vẽ giấy khác đi. Ngày mai mày dẫn đi mua giấy vẽ nha. Rồi bây giờ vẽ lại nè. Ok, B. Vẽ B lại coi. Ông chữ A, B, C. Chờ vẽ gì á? This is R, mom. And this is... This kéo thẳng xuống, kéo thẳng xuống. Từ đây kéo xéo qua là thành chữ O. Kéo xéo qua. I got your R right here. Chữ gì à? Chưa, đúng rồi, không phải. Cái chữ này con kéo nó xa, con này con kéo nó giống hình vuông quá. No, this is ok, bây giờ để mẹ chỉ cho con nè. No, mom. No, mẹ phải cầm tay con trước. Oh. Ok, để cái tay này xuống. Khi mà viết là phải để cái tay này xuống. Ok, chữ O nè. Kéo đường thẳng xuống. Kéo dùng chữ B qua, ok. Từ đây nè, con kéo thẳng xuống. Đó, như vậy mới là chữ O, phải không con? Đâu? Này, chậm lại nha, chậm lại. Kéo thẳng xuống nha. Từ đây. No, từ đây con vòng qua đây. Ok, rồi từ đây con kéo xuống đây. Thấy chưa? Thẳng xuống, rồi từ đây vòng qua. I'm trying A, mom. Ok, A, rồi vẽ A đi, rồi. And B. Rồi vẽ chữ O, rồi B hả? Vậy vẽ chữ B hả? Con vẽ chữ B như vậy là bị ngược rồi đó. Bị ngược rồi. Ở đây, đẩy ở đây lên đây trước rồi mới xuống. Còn bây giờ vẽ chữ C coi. C for cat. C vẽ làm sao? Cao lên chút nữa, cái chỗ này cao lên chút nữa. Đằng đây nè. Cao xuống chút nữa. Đó, vậy đó, C. Rồi bây giờ D. D vẽ làm sao? D, no, that's you. D vẽ làm sao? Đây nè, D vẽ vậy nè. No, let me try. No, D, D vẽ vậy nè. Kéo xuống. Đặt xuống, D. I want to try the red one. Ok. Can I cross this now? Ok. Rồi, vậy chứ đi đi con. Rồi, dịnh nha, vừa dịnh nha chưa. Vẽ tặng đường thẳng xuống. Dịnh gần ngay chỗ đó. Rồi, từ ở trên bắt xuống, từ ở trên bắt xuống, chứ không có từ dưới bắt lên. Giống nhưng mà vẽ sai. Từ ở trên ra bước xuống. Vẽ gì vậy? Đi, đây nè. Rồi, mẹ biết rồi, nhưng mà con phải vẽ vậy nè. Từ đây thẳng xuống. Từ đây ấy qua, thấy không? Đó. Ok, làm lại. Làm lại coi. Kéo thẳng xuống. Ngược ngạo quá. Is this like this? No, it's ugly. No, mom. Ok, lại nha. Keep it, mom. Rồi. Chữ E. E for elephant.
chữ đó chữ gì ạ? Y. Rồi chữ Y sao? Chữ Y vậy sao? Chữ Y không? Đó là chữ F. Y nè. Y. Đó, chữ Y đó. E is supposed to be like this. À, cũng dần gần giống thôi chứ chưa giống mấy. Bây giờ chữ dễ chữ Y lại coi, ba cái ba gạch thôi, một gạch. Một ba gạch. Gạch trên, gạch giữa, gạch dưới. Y gạch trên. Con vẽ kỳ ta. I'm fine. Vẽ thẳng xuống, xuống đây vẽ lại thẳng xuống. And then perfect. Vẽ thẳng xuống, chữ Y vẽ thẳng xuống. Thôi nghỉ chơi với chay đi. Nghỉ chơi với chay đi. Oh, sorry mom, I just wanted to play. Play gì học mà cứ play không à. Nghỉ dạy đi. Dạ không mẹ. Dạ không sao? It's so fun to build mom.